Tuần này, hãy cùng chúng tôi gặp gỡ và trò chuyện với một vị khách mời đặc biệt, người đã có rất nhiều hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa và ấm áp dành cho cộng đồng, nhất là trong khoảng thời gian khó khăn vừa qua. Nghệ sĩ Đại Nghĩa. Với chủ đề Ngọn lửa màu xanh, hãy cùng lắng nghe những chuyến hành trình đáng nhớ, những câu chuyện cảm động đến từ anh. Và không thể thiếu những khúc ca xuân đầy tươi vui. Mùa xuân đã đến cho đời xanh tươi hy vọng, và em đã đến cho lòng anh thôi nhớ mong. Mùa xuân đã đến cho làn môi em tươi hồng, còn chờ chi em hỡi ta cùng say trên xuân nở. Nè giờ đây luôn bên tôi, hòa nhịp đôi chân đi muôn nơi, về khắp nơi sẽ chia nụ cười. Hãy cùng đón xem tập 5 chương trình Vui Xuân cùng truyền hình Vĩnh Long 2022 sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ tối Chủ nhật ngày 27 tháng 2 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau, thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.